Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người mắc các bệnh về đường tiêu hóa cao nhất thế giới, trong đó phổ biến là căn bệnh viêm đại tràng. Theo thống kê của Bộ Y tế, số lượng người Việt mắc bệnh đại tràng mãn tính đã lên tới 4 triệu người, cao gấp 4 lần tỷ lệ mắc bệnh trung bình trên toàn cầu, lớn hơn tổng lượng người mắc bệnh của toàn châu Âu. Bệnh viêm đại tràng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết, thủng đại tràng, giãn đại tràng cấp tính hay thậm chí là ung thư đại tràng. Hiện nay, có nhiều phương pháp để điều trị bệnh viêm đại tràng và một trong những phương pháp được các chuyên gia đánh giá cao là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên giúp hỗ trợ điều trị viêm đại tràng, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và ngăn ngừa các biến chứng viêm đại tràng một cách an toàn và hiệu quả. Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh hậu pháp hay còn được gọi là quý rừng là một trong những vị thuốc quý trong y học cổ truyền Việt Nam có công dụng trị bụng đầy trướng, thổ tả, kiết lỵ, ăn không tiêu. Chất magnolol trong cây hậu pháp có khả năng phòng ngừa viêm đại tràng, đồng thời ức chế histamin gây co thắt tá tràng và ức chế dạ dày tiết dịch, kích thích ruột và gây hưng phấn cơ trơn khí quản. Bên cạnh đó, mộc hương cũng là một loại thảo dược có nhiều tác dụng trong hỗ trợ điều trị và cải thiện các vấn đề về đường tiêu hóa, giúp chống co thắt cơ ruột, tăng nhu động ruột. Hoàng liên giúp chống viêm, kháng khuẩn và một số hợp chất như beta-glucan, nano curcumin đều hỗ trợ đắc lực trong kích thích hệ tiêu hóa, kích thích hệ miễn dịch tự nhiên và làm lành các tổn thương ở đại tràng. Thấu hiểu được các lợi ích tuyệt vời của các hoạt chất này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tavuco Việt Nam với mong muốn đem đến một sản phẩm chất lượng, hiệu quả và an toàn cho người bệnh, đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ sấy phun xương vào chiết xuất da cao hậu phát, cao mộc hương, cao hoàng liên cùng một số thảo dược khác, sản xuất ra sản phẩm viên sủi đại tràng Anmin. Công nghệ này có ưu điểm là tính chất và chất lượng của sản phẩm đạt điểm tốt hơn. Sản phẩm sau khi sấy có dạng bột mị đồng nhất, xốp, độ hòa tan cao từ 90 đến 100%, độ ẩm thấp từ 3 đến 4%, không cần phải trải qua giai đoạn nghiền, chất lượng ít bị biến đổi so với nguyên liệu ban đầu, tiện lợi sử dụng do dễ hòa tan trong nước. Nhờ đó các hoạt chất nhanh chóng phân tán và thẩm thấu trong niêm mạc dạ dày, ruột cho hiệu quả nhanh hơn gấp nhiều lần ở dạng bào chế thông thường. À, những vị thuốc như là hậu pháp này, mộc hương này, hoàng liên, vân vân, thì xưa nay vẫn được sử dụng để mà điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa vô cùng hiệu quả. Cái hàm lượng dược chất trong các thành phần thảo dược kết hợp với nhau khi vào cơ thể thì sẽ hấp thụ dễ dàng vào mạch máu và được vận chuyển tới từng mạch máu nhỏ. Tuy nhiên, thay vì sơ chế thủ công như trước kia, thì giờ đây nguồn dược liệu được chọn lọc và chiết xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại sẽ càng đảm bảo được chất lượng cũng như là hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Thêm vào đó, việc áp dụng cái công nghệ sấy phun xương để sản xuất gia viên sủi an thì theo tôi là đánh giá là một cái giải pháp thông minh nhằm khai thác được tối đa các công dụng của những vị thảo dược y học cổ truyền. Quá trình chế biến và phân tích các cái dưỡng chất ở kích thước phân tử siêu nhỏ không chỉ giúp đưa vào cái dưỡng chất vào sâu à, và nhanh hơn tới ruột mà công nghệ này còn loại bỏ được những cái tạp chất giúp đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu sạch đạt tiêu chuẩn để sản xuất ra thành phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng chưa kể sản xuất dưới dạng viên sủi thì sẽ giúp người dùng dễ dàng sử dụng phù hợp với nhiều đối tượng từ người trẻ đến già với việc hội tụ được các yếu tố này thì sử dụng viên sủi Anmin kết hợp với chế độ ăn uống khoa học sẽ là giải pháp hiệu quả cho những bệnh nhân bị viêm đại tràng và các vấn đề về rối loạn tiêu hóa, rồi hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và ngăn ngừa nguy cơ biến chứng do viêm đại tràng gây ra. Anmin được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và đạt chứng nhận an toàn từ Bộ Y tế là dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm đại tràng. Rồi hỗ trợ tăng cường hệ tiêu hóa và giảm các triệu chứng do viêm đại tràng hiệu quả. Được nhiều người bệnh tin tưởng và lựa chọn. Với việc hội tụ đủ các yếu tố này, sử dụng viên sủi an kết hợp với chế độ ăn uống khoa học sẽ là giải pháp hiệu quả cho những bệnh nhân bị viêm đại tràng và các vấn đề về rối loạn tiêu hóa, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và ngăn ngừa nguy cơ biến chứng do viêm đại tràng gây ra. Amin được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, đạt chứng nhận an toàn từ Bộ Y tế, là dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm đại tràng, hỗ trợ tăng cường hệ tiêu hóa và giảm các triệu chứng do viêm đại tràng hiệu quả, được nhiều người bệnh tin tưởng và lựa chọn. Hướng dẫn mua hàng từ video các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.